Kính thưa quý vị, thấm thoát mới hôm nào mà nay đã là thất tuần kể từ ngày nhạc sĩ Trầm Thủy Thiêng bỏ lại sau lưng những hệ lụy của cuộc đời để thênh thang bước vào một cảnh giới khác. Liên tiếp mấy ngày qua, những người thương mến ông, những hội đoàn quý trọng ông đã liên tiếp cử hành những lễ tưởng niệm, lễ cầu siêu tại khắp mọi nơi, từ trung tâm công giáo đến chùa Huệ Quang, thư viện Việt Nam, cũng như tại nhiều địa điểm sinh hoạt văn hóa khác ở miền Nam California. Và hôm nay, trong một khung cảnh nhỏ bé nhưng riêng tư hơn, một vài ca nhạc sĩ đã tụ họp tại nhà riêng của nữ ca sĩ Khánh Ly để cùng nhắc nhở những kỷ niệm đã có với ông, những kỷ niệm đã gắn vào một phần đời của họ, và cùng nhau hát lên những ca khúc do ông sáng tác. Chúng tôi nhận thấy trong buổi họp mặt ngày hôm nay có sự hiện diện của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, nữ ca sĩ Thanh Lan, Sơn Tuyền, Khánh Phương, anh Nguyễn Hoàng Đoan, và dĩ nhiên người chủ nhà là nữ ca sĩ Khánh Ly. Và bây giờ mời quý vị hãy nghe một vài cảm nghĩ của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi. Trước năm 1960 thì được biết là anh Trầm Tử Thiên có sáng tác một số ca khúc, nhưng mà được biết là kể từ thập niên 60 đó thì anh Trầm Tử Thiên quyết định trình làng với quần chúng những sáng tác của anh. Lúc đó thì tôi có dịp được cộng tác với anh Trầm Tử Thiên trong các việc soạn hòa âm, và ban nhạc của tôi thu thanh vào các hãng đĩa tại Sài Gòn lúc đó. Mãi cho đến sau này sang đến Mỹ thì tôi cũng có nhiều dịp cộng tác với anh Trầm Tử Thiên, nhất là trong các cái việc tuyển lựa tài năng mới. Bây giờ anh ra đi khiến cho giới nghệ sĩ và chúng tôi được có nhiều thương tiếc, vì cái tánh anh rất là hiền hòa và rất là con người rất là giản dị, bình dị, không có cầu kỳ, xa hoa. Đó là một cái tánh tốt mà chúng tôi cũng muốn bắt chước anh Trọng Tử Thiên với một cái tánh tình bình dị như thế. Kính chào quý vị khán giả, chào Nam Lộc. Cái sự ra đi của anh Trầm Tử Thiên là một cái xúc động lớn của mọi người trong giới ca nhạc sĩ, và riêng tôi thì quả thật là tôi rất là thương mến anh và kính mến anh nữa, bởi vì anh đối xử với các anh em nghệ sĩ rất là dễ thương. Đối với tôi thì tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh, nhưng anh là một người đạo đức, tư cách, cho nên những cái kỷ niệm cũng không có gì đáng nói ngoài những cái buổi đàm đạo với nhau về những tác phẩm. Anh hay khoe những cái bài của anh vừa mới viết, rồi hai anh em ngồi ở quán cà phê, hoặc là anh thực hiện những cái chương trình gì đó, hay là đến nhà Khánh Ly, anh tập hát cho Khánh Ly, hoặc chính anh bảo tôi tập cho Khánh Ly. Đó là những cái kỷ niệm rất đẹp. Nhắc lại một lần nữa, một sự ra đi mà quá lớn lao, nói riêng trong giới anh em chúng tôi và cả cái nền âm nhạc Việt Nam nói chung. Chúng tôi vô cùng thương tiếc anh Trầm Tử Thiên. Kính thưa quý vị, tôi yêu nhạc Trầm Tử Thiên từ ngày còn rất trẻ. Không thể nào tôi quên được những ca khúc, những bài tình ca thật là trong sáng, biểu tượng cho một thứ tình cảm thật là thánh thiện. Một trong những dòng hát đã hân hạnh được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên giao cho cái nhiệm vụ là chuyên chở những tình cảm của ông đến với người thưởng ngoạn, đó là nữ ca sĩ Thanh Lan. Và bây giờ mời quý vị nghe Thanh Lan nhắc nhở về những kỷ niệm của những ngày xưa thân ái. Dạ, cảm ơn anh Nam Lộc. Kính thưa quý vị, Thanh Lan có cái hân hạnh được là người nữ ca sĩ đầu tiên hát lên những dòng nhạc của anh Trầm Tử Thiên. Từ những ngày trước 75, anh đã tin tưởng và giao phó cho Thanh Lan 10 bài hát để thâu thanh một album riêng cho anh. Thanh Lan còn nhớ lần đầu tiên Thanh Lan gặp anh. Anh là một người gầy gò nhỏ nhắn trong bộ quân phục, lúc nào nói chuyện thì miệng cũng mỉm cười. Còn
riêng con người của anh Thanh Lan rất quý. Quý tính tình ít nói, quý tài năng viết lời xúc tích vào nhiều ý nghĩa của anh. Từ những ngày xưa cách đây 25 năm, anh đã viết được những lời mà theo Thanh Lan thấy thì phải sống nhiều lắm, nghĩ ngợi về đời nhiều lắm mới viết được. Do vậy, trong lòng Thanh Lan, anh là một nhạc sĩ mà Thanh Lan rất quý trọng cho đến ngày hôm nay và mãi mãi. Và bây giờ, kính mời quý vị nghe lại một trong những ca khúc đầu đời từ thuở còn trẻ của nhạc sĩ Trầm Thủ Thiêm, nhạc phẩm Mộng Sầu qua tiếng hát Thanh Lan. Trời, cuộc tình tan rồi, em như kiếp hoa, hoa tàn úa, hoa cuối mùa. Tình mình bây giờ đau như ngọn roi quất vào tim, vết bầm tím. Tình mình bây giờ như chim mỏi cành, chim gặp bão Nhạc sĩ Trầm Tư Thiên là một nhạc sĩ có tài, và Xuân Tuyền xin kể một vài cái kỷ niệm khi anh Trầm Tư Thiên bước vào Mỹ. Thì anh Trầm Tư Thiên đã ở chung với Xuân Tuyền được 3 năm, và Xuân Tuyền cũng nhận xét anh Thiên là một người có nhân cách và đạo đức, và những cái nhân cách đạo đức đó đã làm cho Xuân Tuyền rất kính nể anh và coi anh giống như một ông anh, giống như một ông cha và một như ông thầy. Và sau đó khi mà anh đã lìa đời thì Xuân Tuyền cũng được phước gặp anh. Nhưng mà Xuân Tuyền rất là vui mừng khi trước khi anh lìa đời thì anh đi rất là thong thả. Và Xuân Tuyền chỉ biết nói để tâm sự với quý khán thính giả biết rằng anh Trầm Tư Thiên là một người có tài và rất là đạo đức. Khánh Phương chỉ được biết anh Trầm Tư Thiên trong vòng 7 năm. Nhưng mà 7 năm đó hầu như đêm nào cũng được gặp anh, và nơi gặp anh là trên căn nhà này. Và tất cả những em nghĩ không phải riêng em, tất cả các anh chị đây chắc cũng đều nhớ tới hình dáng của anh, từ cách đi đứng, khi ăn cơm, uống nước, ngay cả lúc từ anh bắt đầu ngồi xuống ghế, tất cả những động tác của anh đều rất chậm. Chậm, rất chậm và vô cùng chậm. Anh cẩn thận, khó tính, em sợ, nhưng mà cũng không có đến nỗi mà phải ngán ngẩm anh lắm. Tại vì em cũng hay ghẹo anh, em ghẹo anh, bị anh mắng cũng nhiều lắm. Dạ, bị anh mắng cũng nhiều lắm. Em chỉ có thể nói tóm tắt như vậy, và cái kết luận của em là anh Thiên ra đi là cũng là một sự mất mát rất lớn đối với em, và em nghĩ chắc cũng như tất cả với mọi người khác. Thưa quý vị, tôi được hân hạnh quen biết nhạc sĩ Trầm Tư Thiên từ hơn 30 năm qua như đã nhắc nhở lúc nãy. Nhưng có lẽ một trong những cái nơi chốn mà tôi có nhiều cơ hội để được trải dài những dòng tâm sự với ông ở chính là nơi tôi đang có mặt, tức là căn nhà này. Căn nhà cũng là một nơi mà ông đã chọn để lui tới một thời để chút những cái tâm sự buồn vui với anh em trong gia đình, để kể lại những kỷ niệm và cũng như để sinh hoạt, ca nhạc. Tất cả những cái tâm tình anh đã chút ra của một người nhạc sĩ lưu vong và một người độc thân giàu tình cảm. Bây giờ thì có lẽ chúng ta hãy nghe người chủ nhà hồi tưởng lại những kỷ niệm với nhạc sĩ Trầm Tư Thiên. Nữ ca sĩ Khánh Ly. Thưa quý thính giả, tôi là một người vốn may mắn được gặp những người có tài và có đức. Ông Trầm Tư Thiên là một
trong những người tôi đã được gặp trong cuộc đời. Tôi nghĩ là những người có tài và có đức trong đời sống này không nhiều. Nếu không muốn nói là càng ngày càng ít đi. Cho nên từ mười mấy năm qua, khi ông bắt đầu trở thành gần như là một thành viên trong gia đình tôi, ông đã đến đây với chúng tôi hàng đêm, cùng ăn với chúng tôi những bữa cơm. Tôi không hề bao giờ nghĩ rằng có một lúc tôi lại mất ông Thiêng trong cuộc sống của tôi. Bởi vì tôi cảm thấy cái điều đó chính vì ông đã chiếm một chỗ quá lớn trong trái tim của tôi. Tôi muốn được giới thiệu đến quý thính giả một bài thơ của nhà văn nữ Nhã Ca, do ông phổ thành ca khúc khi bà vừa từ Thụy Điển qua Mỹ lần đầu tiên. Bao giờ cho nguôi bao nhiêu tuổi đời, bấy lần thơ dài buồn không ai hay.